Xin được hoan hỷ chào đón tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong tháng năm âm lịch, nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt trong số đó có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong tháng năm âm lịch thì con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cúng nồng hậu, gặp được nhiều may mắn phước lành, công việc thuận lợi, hành thông. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu cũng sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời trong tháng năm. Và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích mới nhất của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng năm âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mệnh tang đúng mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng, và cuộc sống sống đúng với bản chất của mình, làm những gì họ cho là đúng chính là hạnh phúc nhất. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ cãi cọ với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình, cùng với các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Theo góc nhìn tử vi tuổi Sửu năm 2022 thì tháng này, vận khí của những người cầm tinh con trâu sinh năm 1973 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này, tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý tới lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, gây ảnh hưởng tới công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định. Dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết được kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ để phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng để giải quyết hết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các quý vị khách hàng của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 5 âm lịch của quý vị gia chủ tuổi Sửu khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời.
Tuy nhiên cần phải chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê, dụ dỗ kẻo dẫn đến thất tài, hao tổn tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn, thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tay tiếng vào bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng 5 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người tuổi Quý Sửu. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định và cần phải chú ý hơn đến lối sống của mình. Chú ý chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc, cần phải chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và giữ gìn. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu bởi những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Tráng Mộc.
Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, những việc quan trọng như là tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày lành tháng tốt, ngày phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì đã nắm lại đến giây phút cuối cùng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn và thành công. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.